Căn A bình thì bằng. Chị đối A bằng. Này nhân nè. Thấy kỹ năng chưa? Ra A nếu A lớn bằng 0. Thuộc cái đã. Ra trừ A nếu A nhỏ hơn 0. Nuốt chưa? Nuốt vô đi. Bắt đầu ví dụ nè. Căn hai bình giống chưa? Nhìn kỹ nè. Ra gì? Chị đối 2. Thấy chưa? 2 là số gì? Lớn bằng 0 không? Ra chứng nó. Chốt chưa? Ví dụ nè. Căn trừ 3 tất cả bình nè. Bằng. Nhìn kỹ. Ra chị đối của trừ. Trừ 3. Trừ 3 là số gì? Số âm nhỏ hơn 0 nè. Thêm dấu. Trừ. Thêm dấu trừ nha. Nghe kỹ nha. Cố gắng. Cô bạn sẽ đổi thành dấu số âm đúng không? Ra số dương. Còn lại là số âm thêm dấu trừ. Tại sao lên lớp 11 học tiếp? Còn nếu mà bạn nói ở đây là số âm ra số dương thì cũng đúng. Nhưng lên lớp 11 học nó cực lắm. Số gì? Trừ 3 là số gì? Âm thêm dấu trừ. Còn cô bạn nói là gì? Số dương. Số gì? Ra số dương. Còn lại nói là gì? Số âm thêm dấu trừ ra số dương. Chậm hơn cô bạn một bước thôi. Có kịp chỗ này chưa? Ví dụ cái này nè. Căn 4 bình bằng. Đọc. Căn 4 số gì? Số dương. Ra gì? Chính đó. Tiếp. Căn trừ 5 tất cả bình bằng. Trừ 5. Chị đói. Trừ 5 bằng số gì? Số âm. Thấy không? Thêm dấu trừ. Hoặc là ra số dương. Nhưng mà khuyên thêm dấu trừ. Ra số dương. Chốt chưa? Xong lý thuyết nha. Ổn chưa? Ở nè.